Namaste. Chào các bạn đã quay lại với kênh YouTube của Trang Vang Yoga and Wellness. Và hôm nay chúng ta lại gặp nhau trong một cái video mới. Và video hôm nay Trang xin được gửi tặng đến những ai đang bị đau mỏi cổ vai gáy do bị gai các đốt sống cổ. Bạn thân mến, bệnh lý gai đốt sống cổ thì nó xảy ra do những nguyên nhân như là chúng ta thiếu đi cái sự vận động hợp lý cho vùng cổ, vùng vai, hay là chúng ta có chế độ ăn uống thiếu đi những cái vi chất giúp nuôi dưỡng xương khớp, làm cho cái vùng cổ của mình nó bị thoái hóa sớm. Và khi thoái hóa sớm như vậy thì từ cái đốt sống của mình nó mọc ra những cái gai nhọn, và những cái gai nhọn này nó chèn ép vào dây thần kinh hoặc là vào cái khối cơ bắp ở phía sau cổ, và nó gây ra những cái cơn đau mỏi triền miên ở vùng cổ, lan xuống cả vùng vai. Và trong những trường hợp nặng hơn thì nó có thể lan xuống và gây tê cái cánh tay, và thậm chí là nếu nặng hơn thì có thể gây co rút teo tay. Những cái can thiệp y học như là mổ để cắt đi những cái gai này hay là sử dụng thuốc giảm đau thì nó chỉ có tác dụng tạm thời thôi. Còn nếu như chúng ta muốn có được cái hiệu quả chữa lành lâu dài thì không có cách nào khác ngoài việc thay đổi cái lối sống và cách tập luyện, cách ăn uống. Và trong cái bài yoga này thì Trang sẽ hướng dẫn cho mọi người những cái bài tập rất là nhẹ nhàng và tập trung vào vùng cổ, giúp cho các đốt sống cổ được vận động một cách hợp lý và giúp gia tăng sự lưu thông tuần hoàn máu về vùng cổ. Đồng thời kết hợp với hơi thở thì nó sẽ làm tăng cái nồng độ oxy ở trong máu, từ đó giúp trẻ hóa và ngăn ngừa sự lão hóa ở vùng cổ. Như vậy ta hãy cùng nhau bắt đầu nhé. Mời bạn ngồi vào tư thế mông ngồi lên gót chân và duỗi bàn chân ra phía sau. Rồi từ từ tách hai đầu gối sang hai bên và ấn bàn tay xuống sàn. Chúng ta bắt đầu khởi động cho vùng vai cổ. Hít vào cuộn bả vai lên, hướng bả vai về tai. Thở co khuỷu tay, rồi từ từ rì cái khuỷu tay xuống ra phía sau, co khuỷu tay. Hít vào thẳng cánh tay này. Rồi từ từ nâng cái bả vai lên, hướng về mang tai. Thở từ từ kéo ra phía sau, thấp xuống dưới. Đúng rồi. Hít vào lên. Thở từ từ cuộn ra phía sau, thấp xuống. Hít lên. Thở cuộn ra phía sau, kéo vai xuống. Hít lên. Thở xuống. Tiếp tục hít lên. Cảm nhận sự dễ chịu của bả vai. Thở xuống, kéo xuống, kéo xuống, kéo xuống. Rồi tiếp tục hít lên. Và thở kéo sâu xuống, cảm nhận sự dễ chịu của bả vai. Bây giờ từ từ chúng ta đưa hai bàn tay lên, đặt bàn tay lên bả vai, chụm hai cùi chỏ vào nhau. Rồi chúng ta cùng xoay khớp vai vòng tròn. Hít vào, nâng cùi chỏ lên cao, cao qua đầu. Rồi từ từ banh ra phía sau này, hết cỡ vòng xuống và chụm cùi chỏ lại. Tiếp tục hít lên, vươn lên cao, thở xuống. Hít lên, vươn lên cao, thở xuống. Chụm cùi chỏ lại với nhau, hít, thở. Hít lên, thở xuống. Tiếp tục hít lên, thở xuống. Lần cuối cùng hít lên, thở xuống. Rồi từ từ bạn duỗi hai bàn tay của mình về phía trước. Từ từ chúng ta nhấc tay phải lên trên tay trái. Rồi sau đó co khuỷu tay trái lại. Bây giờ hướng cái bàn tay này về điểm giữa trán này. Ta hít vào một hơi thật sâu. Thở từ từ trượt tay sang bên trái. Rồi mắt nhìn sang vặn phần khớp vai. Cảm nhận độ giãn của vùng khớp vai bên phải. Chúng ta đánh cằm sang phía vai trái. Giữ. Rồi tiếp tục hít về chính diện. Thở tiếp tục trượt tay trái sang. Kéo tay trái sang. Hít. Thở. Rồi hít về chính diện. Đổi tay. Nhấc
tay trái lên và co tay phải lại. Hít vào, thở kéo sang bên phải và cảm nhận sự dễ chịu của vai bên trái. Xoay cằm, hít vào, thở xoay. Hít vào, thở xoay. Hít vào, về chính diện và thở mở tay ra ngang. Từ từ co tay phải lại và hạ tay trái ra phía sau, bắt đầu cũng co tay trái lại. Hai tay vòng tìm lấy nhau. Và nếu được chúng ta lần hai bàn tay cho đến khi các ngón tay chạm được vào nhau. Rồi sau đó hướng cái cùi chỏ này lên trần nhà, nếu bạn không chạm được cũng không sao. Quan trọng là chúng ta sẽ cố gắng đẩy cái cùi chỏ lên cao và giữ ở đây một vài hơi thở, cảm nhận sự khác biệt của vùng bả vai và lưng trên. Hít vào, thở ra. Tiếp tục hít vào, thở ra. Cảm nhận sự dễ chịu của khớp và vai, vùng lưng trên. 3, 2, 1. Từ từ chúng ta nâng bàn tay lên và dang tay sang ngang trở lại. Rồi từ từ chúng ta vươn tay trái lên và vòng tay phải ra phía sau. Hai bàn tay tìm nhau phía sau lưng. Hướng hai bàn tay về nhau. Nếu mà bạn có độ dẻo tốt thì bạn có thể tìm hai tay đan lại với nhau. Rồi sau đó kéo tay lên và rướn lên trần nhà và thở. Khi hít vào chúng ta thấy lồng ngực nâng lên và khi thở ra ta thấy ngực hạ xuống. Tiếp tục hít vào, thở ra. Hít vào, thở ra. Rồi từ từ chúng ta tháo tay. Bây giờ đan hai bàn tay lại với nhau phía sau lưng. Hít vào, bật cánh tay ra phía sau, hướng cánh tay ra phía sau. Thở ra, kéo tay trái vào mé trong của đùi phải và từ từ xoay cằm, đánh cằm sang hướng của vai phải. Và cảm nhận sự dễ chịu của khớp vai. Hít vào, về chính diện, đánh tay ra sau. Thở, từ từ xoay hai bàn tay sang bên hông trái, xoay vai sang bên phải, đánh cằm về vai phải, siết cơ bụng và giữ. Tiếp tục hít vào, thở xoay bên trái. Hít vào, về chính diện, thở xoay bên phải. Hít vào, về chính diện. Bây giờ bạn từ từ dang tay sang hai bên, lắc nhẹ người. Rồi từ từ chúng ta chống bàn tay xuống sàn. Xòe rộng lòng bàn tay, tách hai đầu gối sang hai bên, chụm hai bàn tay lại với nhau. Bây giờ đưa ý thức về vùng khớp vai của mình, chúng ta sẽ cùng thư giãn cho khớp vai. Hít vào, vươn tay phải lên cao, đẩy vai phải lên trần nhà. Thở, từ từ hạ tay phải xuống, thay vị trí của tay trái. Hít vào, rướn tay trái lên, đẩy lên cao, chụm các ngón tay lại, nhấc tay lên. Thở, hạ xuống. Hít tay phải lên, thở xuống. Hít vào, tay trái lên cao, thở xuống. Hít phải, thở xuống. Tiếp tục hít tay trái hết cỡ, thở xuống. Hít phải lên, vươn, thở xuống. Tiếp tục hít tay trái, chúng ta tập nhanh để cảm nhận được cái độ căng giãn của vai. Thở xuống. Rồi, từ đây chúng tay sang ngang như sau. Đây, mình tách hai tay sang ngang, các bạn nhìn thấy. Rồi, hít vào, thở từ từ hạ vai phải xuống, xoay tay và mắt nhìn lên trần nhà. Đúng rồi, hít vào lên,
nhìn về phía trước, thở, vai trái xuống, mắt nhìn lên tầng nhà. Hít vào, nâng tay lên, nhìn phía trước, thở ra, vai phải xuống, mắt nhìn lên tầng nhà. Hít vào, thở ra, hít, thở. Cuối, nâng người lên, thở, tiếp tục vai trái xuống, co tay phải lại, nhìn lên tầng nhà. Vai hít vào, nâng đầu lên. Rồi từ từ bạn thu tay lại. Bây giờ từ từ nhìn về phía trước, từ từ chống mũi chân và đẩy mông lên cao, đè vai sâu xuống, xòe rộng lòng bàn tay, ấn xuống sàn, cảm nhận sự thư giãn của bả vai và cánh tay. Rồi từ từ bạn hạ đầu gối xuống, hít vào rướn cằm lên và trũng lưng, mở bả vai. Cảm nhận độ giãn của khớp vai và cột sống. Thở, ấn mũi chân xuống sàn, đẩy mông lên cao, hóp bụng lại, đè vai xuống và cảm nhận toàn bộ gân kheo phía sau cẳng chân cũng đồng thời được kéo giãn. Hít vào. Thở ra. Hít vào. Thở ra. Ấn mũi chân xuống sàn, đẩy mông lên cao. Đẩy mông lên tầng nhà, ấn ướt chân xuống sàn. Hít vào, hạ đầu gối xuống, rướn cằm lên. Trũng lưng, đẩy cái cằm của mình lên cao. Thở, chống mũi chân, ấn ngước chân xuống sàn và đẩy mông lên cao, giữ cho cánh tay và lưng thẳng hàng với nhau. Hít vào, hạ đầu gối xuống, rướn cằm lên, trũng lưng. Thở ra, chống mũi chân và đẩy mông lên cao, đè vai sâu xuống. Rồi từ từ hạ đầu gối xuống sàn. Bây giờ chúng ta ngồi hẳn mông lên gót chân. Tiếp tục từ từ vươn tay phải, vươn hai bàn tay về phía trước, nhấc tay phải lên tay trái và từ từ cuốn hai bàn tay lại với nhau, tách hai đầu gối sang hai bên. Hít vào, nâng cùi chỏ lên cao, rướn cằm lên, ngửa cổ và cảm nhận hai xương bả vai đang được kéo sang hai bên. Cảm nhận sự dễ chịu của vùng lưng trên, vai, cổ. Thở, từ từ chúng ta hạ cùi chỏ xuống về ngực và siết bụng và gù lưng. Rồi chúng ta lặp lại, hít vào nâng lên. Thở ra, hạ xuống, siết bụng gù lưng, cùi chỏ hướng về ngực, cằm về ngực. Hít vào nâng cùi chỏ lên, đẩy ngực về phía trước, nâng cùi chỏ lên cao, ngửa cổ. Thở, hạ cằm xuống, siết bụng gù lưng ra sau. Hít lên. Thở xuống, siết bụng gù lưng ra sau. Và hít, nâng tay lên. Rướn cái cằm cao và toàn lồng cổ. Thở hạ xuống. Hít, nâng đầu lên. Rồi từ từ tháo bàn tay, đổi tay trái lên trên, hai tay đan lại với nhau, siết bụng lại, hít vào, nâng cùi chỏ lên, rướn cằm, ngửa cổ. Thở hạ cằm xuống, siết bụng gù lưng ra sau. Hít, rướn. Thở cuộn, siết bụng gù lưng ra phía sau. Hít rướn. Thở cuộn, siết bụng gù lưng ra phía sau.
Tiếp tục lần cuối cùng, hít vào, nâng cùi chỏ lên. Hướng bàn tay về trán. Mà thở ra từ từ chúng ta hạ xuống. Rồi tháo bàn tay, cảm nhận sự dễ chịu của vùng lưng. Hai tay chúng ta đan lại phía sau và trả lại cho vùng vai, ngực. Hít vào, kéo bàn tay ra phía sau, ướn cằm lên. Thở từ từ trườn trán xuống phía trước, đặt đỉnh đầu xuống sàn. Rồi, từ từ chúng ta đổ đỉnh đầu về phía trước này và nâng mông lên cao, rồi hướng bàn tay về đầu. Rồi giữ, đây là tư thế con thỏ. Tư thế này giúp đưa máu về vai cổ và đưa tư thế này giúp đưa máu về vai cổ và tăng sự lưu thông máu về não, giúp trẻ hóa khuôn mặt, giúp thư giãn vùng vai, vùng cổ. Ba, hai, một, từ từ bạn tháo tay, rồi từ từ hạ trán xuống, thả lỏng phần vai, phần cổ, mông ngồi lên gót chân. Đây là tư thế em bé, chúng ta hãy thả lỏng hai vai, lòng bàn tay ngửa. Rồi hít vào, cuộn tròn từng đốt sống lưng, ngồi dậy, từ từ duỗi chân về phía trước. Rồi sau đó từ từ bạn co bàn chân lại, giữ cho lưng thẳng. Rồi hít vào, từ từ vươn bàn tay lên cao và rướn dài lưng. Thở từ từ chúng ta xoay bàn tay trái bên ngoài gối phải và xoay bàn tay phải ra phía sau, nhấn xuống sàn. Từ từ đánh vai ra phía sau và đánh còng về vai phải, rướn đầu lên cho lưng thẳng. Hít vào, vươn tay lên. Thở xoay bên trái, đánh vai trái ra sau. Hít vào, vươn tay. Thở xoay bên phải, đánh cằm ra sau. Rồi hít lên, rướn bàn tay. Thở xoay sang bên trái, đánh cằm ra sau. Cảm nhận sự thư giãn của vùng vai cổ. Và lần cuối cùng hít vươn tay lên. Thở từ từ hạ tay xuống. Từ từ co đầu gối lại, hai tay ôm gối kéo về ngực. Rồi hít vào, rướn đầu lên cho lưng thẳng, rướn cằm lên, ngửa cổ. Thở từ từ chúng ta hạ cằm xuống, rồi hóp bụng lại, từ từ gù lưng ra phía sau và hướng trán về đầu gối. Tiếp tục hít vào, rướn cằm lên, ngửa cổ. Thở xếp bụng gù lưng ra phía sau, hướng trán về đầu gối. Hít rướn. Thở cuộn, siết cơ bụng lại. Gù lưng, đẩy vai sang hai bên. Hít vào lên. Thở ra cuộn. Hít vào, nâng đầu lên. Thở ra, từ từ bạn duỗi chân về phía trước, lắc nhẹ hai chân. Rồi từ từ nằm ngửa xuống sàn. Duỗi hai tay cạnh hông. Rồi từ từ bạn tách rộng hai tay hai chân, thả lỏng hai vai, duỗi bàn tay xuống sàn và thư giãn ở đây trong vòng 5 phút tiếp theo. Hãy buông lỏng cánh tay, buông lỏng bả vai. Rồi từ từ hãy lắng nghe nhịp thở của cơ thể. Mỗi lần hít vào,
ta thấy bụng phình nhẹ lên. Và mỗi lần thở ra, bạn thấy bụng xẹp xuống. Hoàn toàn thả lỏng bàn chân. Thư giãn lòng bàn chân. Thư giãn bắp chân. Hoàn toàn thả lỏng bắp chân. Thư giãn đầu gối, đùi, mông. Thư giãn vùng thắt lưng. Tiếp tục hít vào, thở ra. Thư giãn vùng ngực, vai, cổ. Thư giãn cánh tay và lòng bàn tay. Rồi từ từ thả lỏng vùng cổ, vai. Thư giãn các đốt sống cổ. Thư giãn khuôn mặt. Thư giãn vầng trán. Thư giãn. Thư cảm ơn các bạn đã xem hết video của Trang Thùy Wellnet. Để không bỏ lỡ những video tiếp theo, bạn hãy nhấn vào nút đăng ký ở ngay góc giữa màn hình. Hoặc để xem tiếp các video tiếp theo, hãy bấm vào video bên trái hoặc video bên phải của màn hình. Hẹn gặp lại bạn trong các video tiếp theo.